thì dương xin mời quý cô chú anh chị em cùng uống nước nước cà rốt à, trong nước cà rốt này thì cũng có nước quýt nữa quý với anh chị đây là cái ly ly nước hỗn hợp của thị dương dương xin mời quý cô chú anh chị em nha hôm nào mà thị dương có dịp quý về gặp quý cô chú anh chị em ở ngoài thì, thì dương sẽ làm một ly nước ép mà quý vị à, trước khi thì dương bắt đầu cho thị dương uống một chút xíu anh chị để cho nó có cái giọng nó 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 thanh thanh anh chị cho nó trong trẻo chút xíu ừ. ép ở nhà uống rất, ép uống rất là ngon đó bây giờ là mình có có năng lượng rồi đó quý cô chú anh chị em tại vì thì dương thì nói chung là anh chị thì dương thì cũng bận rộn giống như nhiều cô chú anh chị em mà sống ở nước ngoài ha thời gian rất là quý cho nên là khi mà mình có thời gian thì mình tranh thủ mình ép một một ít nước trái cây rồi mình để dành mình uống từ từ cái gì mình cũng tự làm hết chứ không phải giống như bên Việt Nam là mình ra đường cái bắt mình mua nước ép cái có người ta ép sẵn mình chỉ cần trả tiền thôi ha còn ở đây thì đa phần thì ra ngoài đường cũng có nếu mình muốn mình mua gì mình ép thì nó sẽ tiết kiệm hơn và nó cũng tiện ít hơn khi mà mình muốn uống thì nó sẽ có rồi mình muốn uống gì thì nó cũng sẽ có theo cái ý của mình thì cách đây hai ngày thì thì Dương đã đọc xong cái quyển là Việt Nam ngày mai thì thì dương cũng chia nó ra làm khoảng là 9 đến 10 phần gì đó à, thì thì dương cũng rất là mong quý quý anh chị em và các bạn chúng ta cố gắng chúng ta nghe nghe hết những cái phần đó để chúng ta nắm được cái câu chuyện lịch sử và sau đó thì thì dương sẽ bắt đầu qua cái quyển là quyển sách đèn cù của trần đỉnh thì cái quyển sách này thì nó có anh chị coi đi nó có một cái bề dày rất là dày ha dày lắm dày như thế này mà dương nghĩ là dương đọc hết cái quyển sách này chắc dương nghĩ là chắc phải hai tuần hai tuần hoặc là ba tuần tại vì ngoài cái chuyện đọc sách ra thì dương còn rất là nhiều việc khác để làm nữa chứ không phải là ngồi đọc sách không nhưng mà thì dương cũng sẽ cố gắng thì dương hoàn thành nó à, và cái quyển sách này có cái số trang là năm sáu trang 600 trang thì thì dương cũng sẽ chia ra mỗi lần thì dương đọc thì dương làm một cái clip thì cỡ khoảng là 30 trang đến 35 trang chứ làm dài quá thì ngay cả người nghe cũng thấy mệt người đọc cũng mệt nó làm cái clip sửa cũng mệt cho nên là Thùy dương mỗi lần làm thì thì dương sẽ coi thì dương làm từ khoảng đọc từ khoảng 25 đến 30 trang thôi cho nó ngắn cái thời gian lại <laughs> đây là cái quyển sách lịch sử mà đây là một cái nhân vật mà được tiếp xúc gần với Hồ Chí Minh tiếp xúc gần với Hồ Chí Minh và biết được những cái sự việc mà của Hồ Chí Minh làm đó cho nên là ông đã viết trong quyển sách này thì dương cũng đã có có xem qua rồi đó là quyển sách tiếp theo mà thùy dương sẽ đọc cho quý vị à, và ngày hôm nay á, thì thùy dương thấy một cái thông tin như thế này của một gia đình người việt của một cái người chị đang sống tại ukraine đó thì chỉ có lên một cái lên video clip lên video clip và nói rằng là, à, là hiện tại là nga đang chơi một cái trò chơi rất là bẩn tại vì belarus là bình thường là ủng hộ nga rồi à, trong khi những quốc gia khác á, thì chống À, có nghĩa là họ không có ủng hộ à, nga tấn công ukraine nhưng mà belarus từ trước tới giờ thì ủng hộ nga và bây giờ á, trước cái sự mà giống như cấm vận và trước cái sự giống như là à, thanh trần trừng trị của những cái quốc gia khác ở trên thế giới đó thì belarus cũng phần nào sợ sợ là những cái quốc gia khác cũng sẽ dở những cái đoàn trừng trị ra đối với lại belarus cho nên là belarus không dám đưa quân đội qua ukraine để mà hỗ trợ cho nga thì bây giờ là qua cái video clip của chị bạn mà chị chia sẻ anh chị thì chị nói như thế này chị nói rằng là là ông cái ông mà tổng thống của cái người có nghĩa là người lãnh đạo của Belarus thì Dung không biết ở bên đó là tổng thống hay thủ tướng nhưng mà cái người đứng đầu của Belarus á, bây giờ là đang ở bên nước nga đó thì hai người đang bàn với nhau và cái tin tức mà Ukraine nó đưa ra ngày hôm nay đó chính là máy bay của Belarus bay một vòng bay một vòng qua bên nước Ukraine xong rồi là bay trở qua bay trở về lại Belarus và nã xuống có nghĩa là nã đạn xuống đất Belarus đó, anh chị để cho có cái lý do có cái cớ để nói với thế giới rằng là bởi vì Ukraine đó là bắn máy bay hoặc là bắn vào đất Belarus cho nên là bây giờ Belarus phải đem quân qua tấn công Ukraine anh đây là một cái trò mà như nói thiệt với anh chị cái trò rất là bẩn mà có tụi cộng sản hay làm. Cái đại, cái cộng sản Việt Nam là nó chơi cái bài này, nó dở cái bài này ra từ xưa tới giờ. Và thì Dương mới vừa đọc xong cái video clip mà cái người dân làng ở ở Ba Chúc đó bảy người bị chết. Mà từ trước tới giờ là những người sống trong cái chế độ cộng sản ngay cả Thùy Dương cũng nghĩ rằng là khơ me đỏ rất là ác. Nhưng mà bây giờ Thùy Dương tìm hiểu ra thì thì mới biết được rằng là cái số người chết ở làng Ba chút đó là do cộng sản nó ngụy trang cộng sản bắt diệt á nó giả nó giả làm là người Pol bon bót bon, giả dạng làm người không đỏ và đã cố xét giết thảm sát cái số người ở làng ba chút để có cái lý do tấn công vào campuchia anh chị thấy cái đường này với lại thằng thằng nga với belarus bây giờ nó chơi nó giống như cái thằng cộng sản việt nam không anh chị thấy nó chơi nó giống không hoặc là thằng cộng sản việt nam nó muốn tấn công vào trong miền nam thì nó nó dựng nên cái gì nó dựng nên cái gì mặt trận giải phóng dân tộc mặt trận giải phóng dân tộc miền nam việt nam nó nó dựng lên cái mặt trận đó để nó có cái lý do nó nó đi cho nó tấn công vào có nhiều cái chiêu lắm và và dương cũng đã đang và làm cái clip để yêu nói với anh chị rằng là cộng sản việt nam đó là hay chuyên gia là chơi trò ném đá dấu tay là chuyên gia luôn cái bản chất đó và dương nghĩ rằng là nếu mà mình là đạo người có đạo công giáo mình sẽ tin rằng đức chúa trời sẽ không để cho những cái những cái thành phần này nè những cái kẻ xấu này sống lâu đó anh chị dương không có tin điều đó đâu dương không có tin đâu tại vì trong cái tư tưởng của nó là nó nó rất là xấu xa nó rất là dơ nó chơi không có sạch nhưng mà không có lý nào mà nó tồn tại hoài được hết trơn không thể nào mà thằng cộng sản việt nam anh chị là nó đã dở cái bài này từ xưa tới giờ rồi từ khi mà hồ chí minh á là đem cái chủ nghĩa quốc tế về để mà xây và áp dụng trên cái đất nước việt nam là nó dở cái bài này ra rồi là chuyên gia chơi núp bóng núp hình không mà giống như con tắc kè vậy đó lên cái thân cây mà nó màu vàng ấy, thì phải chuyển qua cái màu vàng cái màu sắc nó tự động nó chuyển qua màu vàng để làm chi đặng trốn kẻ thù trốn kẻ địch kẻ địch nó không phân biệt được ở đâu là con tắc kè hết đâu là con mồi hết cho nên là con tắc kè nó được an toàn thì hồ chí minh cũng vậy là khi mà đem cái đảng cộng sản về việt nam là đâu có đâu có đâu có là công khai nó là cái đảng cộng sản việt nam đâu là núp với, núp, núp với cái đảng gọi là đảng um, um, Việt Minh là Việt Nam Việt, Việt Nam cách mạng đồng minh hội ha để bắt đầu viết tắt của chữ Việt Minh đó. À, bây giờ lấy chữ Việt Minh là viết tắt của cái đảng gọi là Việt Nam cách mạng đồng minh hội gì đó rồi bắt đầu sau này là dựng nên những cái đảng khác nữa rồi cái đảng lao động đảng lao động Việt Nam rồi tùm lum tà la hết nhưng mà cuối cùng thì đến năm 1976 thì mới lấy chính thức là cái đảng đảng cộng sản Việt Nam Đó anh chị thấy không bây giờ là cho nên là khi mà cái chuyện mà dương nghe cái chị này chỉ chia sẻ chị nói rằng là Uh, máy bay của belarus bay một vòng qua bên ukraine xong bay trở lại belarus có nghĩa là tự mình bắn vô trong mình rồi mình đổ thừa cho người ta đó để nói với thế giới rằng là oh, cái chuyện đó là của ukraine nó làm chứ không phải của belarus làm cho nên ngày hôm nay belarus tụi tôi có lý do để đem quân qua phụ với lại bề putin tụi tôi có lý do chính đáng để phụ chơi cái trò này rất là dơ cho nên là khi mà chúng ta đi tìm hiểu lịch sử chúng ta sẽ biết rõ cái đường đi của tụi cộng sản nó dơ lắm anh chị cái trò mà chơi ném đá giấu tay là cái trò mà mà cộng sản từ xưa tới giờ nó hay xài lắm nó xài hoài luôn anh chị để ý năm này qua năm kia anh chị để ý thử coi rồi bây giờ là cái, cái chuyện mà giống như cộng sản cộng sản tàu cũng vậy mà cộng sản tàu là đàn anh của cộng sản việt nam mà rồi bây giờ là hai cái khối cộng, cộng sản tàu với cộng sản liên xô nói chung cái bản chất với nhau nó anh chị nói là bây giờ thằng thằng nga nó không còn là không còn là cộng sản nó cũng còn chứ làm sao không còn được nó theo cái chủ nghĩa tư bản tư bản còn con chứ làm sao không còn còn vẫn theo cái 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 tại tại vì sao anh chị là cái chủ nghĩa cộng sản nó từ đâu từ bên liên xô mà liên xô tan rã thì bây giờ nước nga nó chia ra nhưng mà nó vẫn còn cái bản chất nó vẫn còn lưu manh như vậy đó rồi thậm chí là nó nó nói rằng là nga nó sẽ tạo điều kiện cho người ukraine nó mở hành lang nhân đạo để cho người ukraine đi theo cái con đường đó đó để mà giống như là uh, đi tìm qua những cái uh, quốc gia tự do tới những quốc gia lân cận đó để mà lánh nạn trong cái cuộc chiến tranh này thì cái chị cái chị này chị cũng lên chị nói rằng đó là một cái một cái lời nói xảo trá tôi nói cộng sản mà không có tin được cho nói anh chị là cộng sản đừng có tin đừng có tin nó nó nói đừng có tin ngày hôm nay anh chị hỏi thì dương tin cộng sản không chứ thì dương không có tin một miếng nào luôn quý vị nó rất là kinh khủng thì tại sao mà quý vị hỏi là hoặc là quý cô chú anh chị nói là thì dương có cái kiến thức uh, về lịch sử hoặc là có kiến thức về cộng sản nó nhiều như vậy thì thật sự ra là từ quyển sách vở thì dương đọc mà ra thôi nguyên cái đống sách vở đang ngồi, đang nó đang nằm ở trước mặt dương rồi ở trên mạng nữa. Mà cái sách vở ở trên mạng nó đông lắm, nó, nó nó nhiều lắm luôn, nó rất là nhiều. Đêm giữa ban ngày hoặc là những cái những cái cái, nói chung là nhiều lắm, còn nhiều sách lắm. Thì dương mà nghĩ rằng là nếu mà quý cô chú anh chị mà hưởng ứng bằng cách việc là lắng nghe những cái video clip dương làm thì thì dương sẽ cố gắng thì dương đọc nhiều hơn, thì dương chia sẻ nhiều hơn, thì dương biết rằng là trên youtube thì cũng có nhiều người làm lắm thì chúng ta nói mà anh chị dương không có nghĩ rằng là ừ người ta làm rồi mình khỏi làm không có người ta mình mình càng nhiều người làm càng tốt tại vì mình coi ví dụ như người ta làm cái này rồi thì mình đừng làm mình làm cái khác mình bổ sung thêm hoặc là mình bổ sung thêm nữa người ta nói mình bổ sung thêm nữa để cho nó có cái gì nó củng cố nó cũng có cái nội dung, cũng có cái thông tin làm Chứ đừng bao giờ cho là thừa Không bao giờ thừa anh chị Mình phải tập trung vô chừng nào mà Việt Nam nó thay đổi lịch sử Nó viết lại một cách trung thực Thì lúc đó mình dừng, mình không có đói nữa Còn đến bây giờ ngày hôm nay nó vẫn che đậy Nó vẫn dối trá thì mình vẫn tiếp tục nói Nhưng mà cái cuộc chiến Của cuộc, cuộc chiến mà uh, Từ năm 1945 Đến năm 1975 đó Là nó cho mình thấy, mình theo dõi Tuy rằng là mình là tuổi trẻ Mình sinh ra sau năm 1975 đó nhưng mà nếu mình chịu khó mà đi tìm hiểu lịch sử đó thì mình sẽ nắm được rất là nhiều và thậm chí mình biết rất rõ là rõ những cái mưu mô, mô, những cái thủ đoạn, những cái chính sách, những cái chiến lược mà tụi nó đi, đó, những cái đường hướng mà tụi nó đi và nó dở cái trò gì là mình biết, mình biết liền. Bây giờ nó cũng nó cũng có nhiêu đó nó dở tới dở lui chơi cái trò mà ừ ờ, bây giờ muốn làm vậy muốn thế giới nó thấy ờ vậy vậy để nó tin. Bây giờ thế giới đâu có ngu giống như ngày xưa nữa. Thời xưa không ngày xưa không có mạng thông tin không có đa chiều rồi người ta muốn lan tỏa thông tin thì cũng đi rất, đi rất là chậm còn bây giờ đụng cái là lan tỏa thông tin đi người ta lên người ta chia sẻ cái là thế giới biết liền bây giờ là nó khác hơn ngày xưa rất là nhiều cuộc chiến bây giờ là cuộc chiến công nghệ cuộc chiến thông tin chứ không phải là cuộc chiến ngày xưa giống như cuộc chiến ngày xưa là chỉ súng đạn với nhau thân xác chạm với nhau súng đạn bùm 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 ngày hôm nay không phải là chỉ có súng đạn với nhau xe tăng thiết giáp máy bay này kia nọ hả là uh họa tiễn tên đạn này kia nọ ngoài không không phải chỉ có nhiều đó mà còn chiến trên mạng xã hội nữa đó, chính mạng xã hội rất là quan trọng đó, nhưng mà cái mạng xã hội nó cũng giúp cho người ta tiếp cận thông tin và người ta biết người ta đối phó như thế nào và trong trường hợp đó người ta phải làm cái cách nào để ngăn ngừa cái bước tiến của giặc của quân ví dụ vậy ví dụ như cái người ukraine đó họ nghĩ ra cái chuyện mà họ làm ra những cái 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 đinh những cái cái đinh nhọn đó anh chị họ ghép lại với nhau và họ rải trên đường để cho khi mà xe tăng nó lăn qua nó làm lũng bánh xe tăng nó làm xẹp bánh xe này kia nó nó không đi được và anh chỉ biết cái thời tiết ở bên châu âu bây giờ nó lạnh nữa nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều trong cái việc di chuyển mà ví dụ như bây giờ người ukraine họ mang qua bên bên nga họ đánh là họ rất là phiền tại họ đâu biết đường đi nước bước ở bên bên nga đâu nhưng mà cái lợi thế của người ukraine là gì là nga đem quân qua và người và người ukraine họ chiến tại chỗ và người ta đã biết đất nước của người ta như thế nào rồi đó, cho nên cái cái lợi thế của Ukraine là vậy nhưng mà nga nó xem thường Ukraine nó nói rằng là giống như là à, chỉ cần trong thời gian ngắn thôi thì hả lính của nga nó sẽ gì nó sang bằng hết cái đất nước Ukraine nếu mà Ukraine à, chống và quyết định là có nghĩa là cương cho tới cùng nhưng mà đến ngày hôm nay kéo dài biết bao nhiêu ngày rồi vẫn chưa có biến chuyển gì hết và người Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu là buông súng đầu hàng và người ta càng kiên cường càng chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa và một cái điều nữa là anh chỉ thấy rằng là khi mà cái ông tổng thống Zelensky ông rất là mạnh mẽ thì nó tăng thêm cái sức mạnh chiến đấu trong lòng của người dân tại vì người dân cảm thấy họ rất là an tâm họ chấp nhận chết họ chấp nhận chết để anh chị em chị họ đứng lên họ bảo vệ là cái quê hương của họ họ đâu có sợ người ta sợ sợ nhưng mà người người ta vẫn ủng hộ cái ông tổng thống của người ta cho đến ngày hôm nay thì ông tổng thống vẫn còn ở đó tổng thống còn là đất nước sẽ còn tại vì ông tổng thống Zelensky là một cái niềm tự hào của người dân Ukraine cho nên đến ngày hôm nay là người Ukraine đâu có bỏ súng đâu mà đến và Dương được biết rằng là cái sự thiệt hại về về số người đó anh chị thì bên Nga thiệt hại rất là nhiều. Nhiều lắm. Nhiều khủng khiếp lắm. Tại vì ở quân Nga nó đi qua mà bên 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 Ukraine nó đánh du kích mà cái đánh kiểu đánh giống như là đánh, họ biết họ núp chỗ nào, họ cái thế là cái thuận lợi của họ ở chỗ họ. Cho nên là họ biết làm sao để họ đánh chặn cái quân nga anh chị cho nên là quân nga chết rất là nhiều thì dương không không phải là thì dương uh, ghét người nga không phải anh chị nhưng mà cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất nhân bất nghĩa là và lính nga đó và người nga và chính những người lính nga là những người vô tội nhưng mà họ đã phải nhận lệnh để mà họ đi qua bên ukraine để họ làm tại vì đã đi lính rồi thì dĩ nhiên phải nghe lời cấp trên rồi không thể nào mà cãi được uh, nhưng mà cái chính trong cái nội dung này trong cái clip này đó là chơi cái trò chơi dơ bẩn từ trước tới giờ thì anh chị biết rằng là khi mà chơi dơ như vậy mà những người chính nghĩa đó anh chị là họ sẽ không có chơi dơ được như vậy ví dụ như bây giờ là người nga họ lại chuyên họ chuyển cái mục tiêu tấn công qua là những người già những người phụ nữ và những người trẻ em cái này khi mà các bạn nghe thì dương nói thì các bạn thấy y chang như là những cái gì cộng sản Bắc việt nó đã làm cho trong cái chiến dịch mà tết mậu thân năm 1968 y chang vậy luôn nó cũng tấn công vô những cái gia đình có người già phụ nữ không có khả năng tự vệ không có vũ khí những cái đứa trẻ em nhỏ không biết gì nó tấn công vô lấy những người đó làm gì hàng rào trắng để cho mình tiến quân tại vì khi họ dùng những người già những người phụ nữ những người trẻ em anh chị thì lính việt nam cộng hòa phải gia lại tại vì bản chất của những người lính việt nam cộng hòa là không tấn công không bắn vào dân họ là những người bảo vệ dân còn cộng sản bắt Việt đó là gì bắn vào dân và dùng dân để uy hiếp tại vì cái mục tiêu cái mục đích của cộng sản bắc việt là lại đi cướp chính quyền chứ không phải là đi đi giải phóng không phải là đi giải phóng cái không phải giống như là nó nó dùng cái mỹ từ đẹp như vậy không phải nếu mà nó đi giải phóng thì nó sẽ không dùng người già nó sẽ không dùng phụ nữ và không dùng trẻ em để mà nó tấn công đúng không anh chị còn những người khi mà chiến tranh đó, anh chị là khi có chiến tranh xảy ra đó hoặc chúng ta coi vào trong cái trận chiến 1972 cái mùa hè đỏ lửa đó trên cái đại lộ kinh hoàng đó là người dân chạy về hướng những người lính Việt Nam Cộng Hòa không tại vì những người dân họ biết lính Việt Nam Cộng Hòa là bảo vệ cho dân họ không có bắn vào dân nhưng mà Cộng sản Bắc Việt mục tiêu của Cộng sản Bắc Việt là gì Cộng sản Bắc Việt là đã đưa bộ đội miền Bắc 14, 15, 16 tuổi vào trong Nam với cái mưu đồ là cướp chính quyền nam việt nam cho nên họ không cần biết là người đó trẻ hay già phải đi vô trong đó đi giải phóng nhưng mà cái đó là cái từ của họ nói thôi nhưng mà cái âm mưu của họ trong đầu của những cái cộng sản trong đó cộng sản là những người lãnh đạo thì biết rằng tụi bay vô trong đó nhằm mục đích là đi cướp chính quyền cho tụi tao nhưng mà người dân thường không có biết được người dân thường đó là ngây thơ họ không có biết được họ cho nên là và bên cạnh bị tuyên truyền không biết bên cạnh cái bao tử bị đói nữa cho nên là phải đi nói có nghĩa là khi mà đói thì cái đầu gói cũng phải bò mà anh chị nó nói có cái, kiểu như vậy đó cho nên là người ta phải đi thôi cho nên cái tuyên truyền nó rất là gớm ghiếc ngày hôm nay là cộng sản cộng sản việt nam là bậc thầy Dương nói là nghe hả thì ông hồ chí minh học từ cộng sản tàu cộng sản nghe qua chứ đâu cho nên là khi mà cái đường hướng mà thằng nga nó dở ra cho tại ukraine thì mình nhìn vô mình biết liền còn chỉ có những người bạn trẻ mà chúng ta không có tìm hiểu lịch sử thì chúng ta sẽ bị thiếu cái chỗ này nhưng mà các bạn đi tìm hiểu đi và các bạn à, đừng có cho rằng là thị dương nó bậy và đừng có cho rằng thị dương ăn nói hàm hồ à, một cái một cái bên mà lực lượng ví dụ dương đang nói về cộng sản Bắc Việt và Việt Nam cộng hòa các bạn các anh chị biết rằng là những người tướng tá của Việt Nam cộng hòa đó phải được học qua trường lớp sĩ quan phải được đào tạo đến nơi đến chốn phải thi cử đàng hoàng phải có năng lực phải có bản lĩnh phải giỏi thì mới có thể thăng tướng thăng, thăng chức lên được người ta phải qua quân trường người ta phải đào tạo được đào tạo người ta có kinh nghiệm còn còn cộng sản bắt việc là toàn là tay ngang không à tại vì những người giỏi ở ngoài miền bắc là đã bị cộng sản bắt việc nó tiêu diệt hết rồi và nó chỉ đưa vào những cái gì những cái đứa mà ác mà ngu dễ sai khiến dễ sai bảo tham đó thì nó lên cho những cái đứa đó vô để nắm quyền và điều quân khiển tướng cho nên là nói về mặt và kinh nghiệm chiến trường thì nó không có bằng nhưng mà một cái nữa là tại vì sao anh chị biết không là do cộng sản bắc việt có sự hậu thuẫn của tụi cộng sản tàu cộng sản tàu nó đưa cố vấn nó đưa quân sự nó đưa rất là nhiều nó hỗ trợ vũ khí đó Khi vận tài vận đó là có nghĩa là vũ khí đó là kinh tế tiền bạc rồi đó nó hỗ trợ rất là lớn cho tụi cộng sản tàu cho nên cộng sản tàu nó mới cộng sản bắc việt nó mới có đủ đủ cái khả năng để mà nó tấn công vào trong miền nam việt nam và khi mà cái hiệp định Geneva mà được chia ra đó năm 1954 đó thì dân số ở ngoài miền bắc đó, thì có người nói là lúc mà hiệp định Geneva được ký đó, thì ở ngoài miền bắc dân số là 21 21 triệu người nhưng mà thì sau này thì dân đọc sách lại đó thì khi mà hiệp định được ký năm 1954 thì tại miền bắc á, dân số là 25 triệu người và ở trong miền nam á, là 20 triệu người nhưng mà có nơi thì nói rằng ở ngoài miền bắc là 21 triệu người và ở trong miền nam chỉ có là 16, 17 triệu người mà thôi thì cái số lượng dân số ở trong miền nam rất ít hơn ngoài miền bắc khá là nhiều rồi 4, 5 triệu là nhiều rồi anh chị cho nên là cho dù rằng ở bên ngoài miền bắc mà đem quân vô trong đây nó hai ba triệu quân thì nếu mà tính ra vẫn có một cái sự chênh lệch thì cái dân số ngoài miền bắc nó vẫn cao hơn đó cho nên là cái từ mà nướng quân là ông ông mà ông võ nguyên giáp là đã nướng quân rất là nhiều và hồ chí minh cũng dạy nướng quân trong cái trận điện biên phủ và đẩy quân uh, bộ đội bắc việt đi theo cái con đường trường sơn này cái nọ anh chị là là những cái người thanh niên trẻ 15, 16 tuổi là chết dọc trên đường Trường Sơn rất là nhiều, nhiều lắm thì cái video clip này thì thì chị dương chỉ gom lại ở chỗ là cộng sản là chuyên gia là chơi trò ném đá giấu tay muốn đạt được cái mục đích đó không bao giờ dám đứng ra ví dụ như is họ làm cái gì họ còn nói rằng là ừ, cái vụ án đó là chúng tôi làm đó. chúng tôi làm cái vụ án đó đó còn đối với cộng sản việt nam là nó không có nó muốn làm cái chuyện đó là nó đổ cho người khác ví dụ như nó muốn tạo cái tiếng xấu cho việt nam cộng hòa là nó lấy đồ việt nam cộng hòa nó lấy giày dớ của việt nam cộng hòa nó mang vô nó và vì sao mà có giày dớ thì cái clip kia thì dương cũng đã có nói rồi đó, nó mang giày dép của mang giày rồi quần áo lính vô đó, nó thực hiện cái âm mưu của nó thì nó làm cho người ta nhìn vào người ta thấy này à cái này không phải là tụi cộng sản làm mà lính việt nam cộng hòa làm nhưng mà tụi nó là cộng sản làm nó là như vậy đó và thì dương chỉ hy vọng rằng là những cái những cái kiến thức của thì dương có được đó thì thì dương có thể lan tỏa cái thông điệp này đi đến cho những người bạn chưa biết chưa hiểu và nếu quý cô chú anh chị à, có theo dõi video clip này thì bổ sung vô thì dùng thì Dương luôn để giúp cho những người bạn trẻ hiểu thêm về bản chất của cộng sản Việt Nam. À, Thùy Dương xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý vị nha. Bye bye. À, mà quên nữa quý cô chú đừng quên nhấn cho Thùy Dương một cái like nhé. À, nếu mà anh chị chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ Thùy Dương để mà theo dõi thêm những cái video video clip tiếp theo và đồng thời chúng ta cũng sẽ À, nghe những cái uh, kiến thức về lịch sử mà ở việt nam chúng ta không có được nghe rồi thì Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị